Rồi chào anh em, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ hpphotoshop.com. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta làm một cái hình dạng như kiểu cái poster của cái MV Người Ta Có Thương Mình Đâu. Tóc dài quá, chắc phải đi cắt tóc. Rồi, ok, thì đây là cái hình mà mình sẽ nhái. Anh em nào chưa biết thì bắt chước là một cái cách học rất là ok. Học thôi nha, chứ không phải là bắt chước sau đấy thì bán thì nó kỳ lắm. Thì đây mình đang chuẩn bị, các bạn có thể phân tích trước ha. Thì chúng ta có một cái hình như sau, nó giống kiểu double exposure vậy đó. Đầu tiên là ta sẽ có rất là nhiều ô vuông, rất là nhiều ô vuông, và mỗi ô vuông nó là những cái hình, nó hơi lặp lại chút xíu nữa. Đây mình có thấy đó, ví dụ như hình này với hình này như lặp lại nè. Chúng ta có rất là nhiều cái hình, mỗi cái hình như vậy nó nằm trong một cái ô vuông cách nhau chút xíu, và ở ngoài là chúng ta có một cái hình ông nhân ông cắt ra kiểu như thế này, nó hơi 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 lèm nhèm đấy chứ, đó kiểu nó lèm nhèm này. Thì ok, thì chúng ta sẽ làm y chang kiểu như vậy ha, và một số cái texture tất nhiên là table. Rồi ok, phân tích vậy thôi. Thì chúng ta biết cái hướng ta làm là đây sẽ là layer mask rất là nhiều ha. Đây thì mình sẽ vào file new, và ở đây các bạn có thể chọn bất kỳ cái size nào các bạn muốn. Ở đây mình dự định là có thể mình sẽ in mẫu ra, thì mình sẽ để A4 lên này. A4 thì mình sẽ để cho nó ngang ra chút xíu. Đầu image rotation mình để 90. Đó, ta sẽ có cái kiểu như thế này. Tuy nhiên là kích thước thì có thể là 300, 300. Ok, để 300 luôn đi, chả cần. Để mình in mà. Nếu các bạn không, nếu các bạn chỉ để up Facebook ha, thì up Facebook hay là để gì đấy thì các bạn để 72 thôi. Nhưng mà nhớ chỉnh lại kích thước trên này. Ví dụ 5000 x 72, ví dụ vậy. Thì đây, ok, mình sẽ để 5000 x 72. Có thể là mình sẽ up cái này lên fanpage của mình chẳng hạn thế. Rồi, nếu các bạn nào máy yếu quá thì nhớ để nhỏ nhỏ thôi nha. Ví dụ 3000 thôi, 3000 chẳng hạn vậy. Đấy, như 3000 x 2001 vậy thôi, vừa vừa thôi, chứ đừng bự quá, nhiều khi không làm được. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một đống cái hình, tùy cái mục đích của các bạn là làm gì thôi. Ví dụ như là hình các bạn lấy làm album cưới á, thì tất nhiên là đừng để chữ Người Ta Có Thương Mình Đâu lên đấy đúng không? Album cưới chẳng hạn vậy, thì hình cô dâu chú rể, hình chụp album gia đình chẳng hạn vậy, thì ta có một đống như thế. Thì đây mình export ra từ Lightroom, mình sẽ để kích thước là nhỏ nhất. Để kích thước thì mình để có chiều chiều dài á, mình để là 800 đó, 800 này. Thì chiều rộng nó khoảng đâu chừng 534 72 dpi. Và một cái hình lớn thì mình sẽ chọn để mà mình tách ra. Mình sẽ chọn một hình lớn để mình tách ra. Thì đây là cái hình lớn mà mình tách ra, mình chọn là hình ông này, ông người mẫu. Thì mình sẽ tách cái hình ông này ra, và mình sẽ làm cái hình lớn ở ngoài và nhiều ô vuông ở trong ha. Thì đây, đầu tiên là công việc chúng ta sẽ phải tạo nhiều cái ô vuông. Thì cái công việc của ta rất là đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng cái shape này, dùng cái rectangle tool này. Rectangle tool, nếu các bạn tìm không thấy, bấm chuột phải và các bạn sẽ thấy cái rectangle tool. Thì đây mình sẽ đơn giản giữ phím shift này, chúng ta kéo mở rộng ra chút xíu, thì các bạn sẽ có cái hình vuông kiểu như thế này đó. Và nếu được thì chọn cái màu gì đấy, màu gì cũng được, chẳng quan tâm lắm đâu. Các bạn sẽ đưa vào vị trí như thế này. Thì cái cách để chúng ta làm cho nó nhanh nhất á, thì các bạn thử coi cái hướng dẫn cách align nhanh nhất, cách căn chỉnh nhanh nhất ở trong channel của mình, các bạn sẽ thấy cái hướng dẫn đó. Thì đây, cái cách mình làm như sau nha. Mình sẽ nhân đại lên, mình chả cần biết là bao nhiêu, mình cứ để khoảng cỡ 10 hay là cái gì đấy, khoảng 10. Sau đó mình chọn hết này, sau đó mình chọn căn đều ngay phía trên. Nếu các bạn đang sử dụng Move Tool, các bạn sẽ thấy căn đều đó. Nếu như ở đây mình cảm thấy nó chưa ổn lắm thì có thể là mình sẽ đưa nhân đôi thêm một cái nữa, mình tạo thêm một cái nữa và mình đưa ra ngoài này chẳng hạn vậy. Mình sẽ lại căn đều ấy. Mình sẽ đưa vào trong chút xíu để cho nó vừa hơn, mình cứ căn đều ấy, các bạn thấy kiểu sao cho nó vừa đủ là được rồi. Như đây các bạn thể để ý là cái khoảng cách giữa những cái hình á, nó rất là khít nhau, rất là khít nhau, thành ra là chúng ta cũng cố gắng làm cho nó khít khít lại như vậy, nó sẽ đẹp hơn so với việc là chúng ta để cho nó cái khe rộng quá. Khe rộng lúc nào cũng không vui, nhưng mà thì đại khái là mình cứ nhân đôi lên, ví dụ cảm thấy làm sao cho nó ở ngoài này không đủ nữa thì mình lại cứ nhân đôi tiếp lên, chọn hết, click cái nữa, vẫn chưa được, mình muốn cho nó hẹp hơn ấy, mình muốn nó hẹp hơn chút xíu nữa đi, chút xíu nữa đi đó, cứ di chuyển vô chút xíu đó, ví dụ như vậy chưa đủ, cứ tiếp. Gấu ơi là gấu, giờ này mới dậy.
Rồi ok, đó thì chúng ta sẽ có cái kiểu như này, mình cảm thấy ok này. Thế mình gom lại ha, mình nhân đôi lên tiếp xuống tí nữa. Và ok, mình cứ nhân đại lên, chả cần biết là bao nhiêu cả, y chang như hồi nãy vậy á. Và đây mình cũng sẽ, hồi nãy là căn ngang đúng không, bây giờ căn dọc. Đấy, bây giờ căn dọc các bạn có thể cảm thấy là nó hơi lố rồi đó, thì không sao, kệ cha nó. Ok, có thể là bỏ đi cái cuối đi. Bỏ đi cái cuối, hoặc là bỏ đi ba cái chẳng hạn vậy, để cho mình dễ căn. Cảm thấy thiếu thì mình lại nhân ra, kiểu thế. Đó, căn. Đó, cảm thấy khá ok đó. Rồi, khá ổn rồi. Ai. Sau khi xong rồi mình sẽ ôi fuck. Yeah, sorry. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ có được tất cả những cái hình kiểu như này, đó chính là cái nền cho chúng ta ha. Thì đây cho nó dễ thì mình sẽ xóa group, nhưng mà chỉ group thôi. Đó, mình sẽ xóa group. Xóa group. Xóa group. Tùy các bạn muốn làm kiểu gì thì các bạn làm thôi. Nhưng mà như đây mình cứ xóa hết mấy cái group đi. Mình chỉ giữ lại cái shape ở phía trong thôi. Để mà tí nữa mình layer mask cho nó dễ, mình quản lý cho nó dễ. Chứ để mỗi cái mỗi group nó hơi khó, các bạn hiểu không? Đó thì mình cứ để từng cái ra. Đấy. Rồi, giờ mình gom tất cả cái này vào cùng một cái group luôn. Đấy, cho nó dễ. Đó, thì chúng ta có một đống như thế này, một đống cái shape ở trong cái group. Đó, và công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ place từng cái hình nhỏ này vào trong này, làm sao cho nó hơi hỗn loạn chút xíu, đó thì nó sẽ hay nhất. Ok, ở đây thì đầu tiên cách place hình thì mình cứ đơn giản thôi, mình click, mình sử dụng cái move tool này để phím control ha, click vô cái hình này đầu tiên, đó thì nó sẽ xuống hình đó, và mình sẽ mở một cái hình bất kỳ, mình sẽ kéo thả vào chẳng hạn vậy. Đó, mình sẽ đưa vào trong này, mình sẽ đưa vào trong này, và mình sẽ bấm chuột phải chọn Create Clipping Mask để cho nó vào cái ô này. Đó, chính là cái ô đầu tiên này. Đó, và đây chúng ta sử dụng Move Tool để chúng ta di chuyển, hoặc là Ctrl T để chúng ta kích thước, thay đổi kích thước, vân vân như thế. Cứ như vậy cho tới tất cả các hình sau ha. À, còn cái trường hợp các bạn sử dụng CS6 hoặc là dạng những cái Portable á, Portable tức là bạn cài chạy ngay á, thì các bạn không kéo thả được, các bạn phải vào File này, chọn Place File, chọn Place ha. À, phiên bản cũ thì nó chỉ là chữ Place ngay phía trước là thôi. Đó, click rồi chọn cái hình ở ngoài, mà cái hình nhỏ mà các bạn chuẩn bị đó. Đó, ví dụ hình này chẳng hạn vậy đó, thì nó sẽ vào y chang kiểu như vậy ha. Mình cũng sẽ đó, kiểu thế. Ok, bây giờ mình tua nhanh nha. Rồi, ok. Đây làm có thể xíu nhiều mệt quá. Đây mình sẽ ăn gian chút xíu, mình sẽ bỏ hết cái thằng phía trên này đi, và mình sẽ nhân đôi cái đám ở dưới này. Mình sẽ nhân đôi cái đám ở dưới này lên. Để mà nhẹ nhàng, đỡ phải làm nhiều. Đấy, mình sẽ nhân đôi. Mình sẽ nhân đôi lên, và có thể là mình sẽ đảo ngược lại luôn để không ai phát hiện ra là mình nhân đôi. Kiểu thế. Đó, nhìn nó cũng khác đi mà đúng không? Nhìn cũng khác đi mà. Thôi được rồi. Thôi, ăn gian thôi, đừng ăn gian quá. Về lại vị trí cũ đi em. Đấy, vậy đi. Mình sẽ nhân đôi lên tiếp phát nữa. Mình sẽ để ở phía dưới này. Và hy vọng là sẽ không nhận ra. Rồi, ok, đó. Thì sau khi chúng ta xong, các bạn sẽ có một cái nền kiểu như này, khá là ok đúng không? Thì việc tiếp theo chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ mở cái hình lớn lên, và mình sẽ cắt cái hình đó, hình cắt ra. Nếu cắt thì các bạn làm đơn giản thôi, không cần phải gọi là cầu kỳ quá. Ở đây mình sử dụng là Quick Selection Tool. Mình sẽ bôi vào cái phần người. Như các bạn thấy ở bên, nếu như mà chúng ta chụp tốt nhất á, thì chúng ta chọn những cái hình nào ta dễ cắt chút xíu, kiểu như là nền nó một màu thôi, kiểu vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Kể cả ông chụp nhân, ông chụp chắc xài cái hình gì, xài cái nền nó như thế nào, cho nên là cái phần tóc ở phía trên đó, các bạn để ý là nó cũng hơi, nó hơi linh tinh, nhưng nó không có được đẹp lắm, kiểu vậy. MV trăm tỷ mà còn như vậy, huống chi là hình chúng ta làm chơi đúng không? Thì cố gắng duy trì ở mức độ nào đấy thôi, chứ không cần phải gọi là quá cầu kỳ làm gì cho nó khổ.
Đó, đây thì mình sẽ click lại cái để sao cho lấy được hết những cái phần này. Nó hơi blur chút xíu cho nên hơi khó. Rồi, thế là mình sẽ sử dụng cái Select Mask. Select Mask này thì nó giống như là hồi cái tên hồi trước là cái gì nhỉ? Mình quên mất tiêu rồi. Tên hồi trước nó là cái gì đấy mà mình quên. Nhưng mà đại khái là mình sẽ điều chỉnh lại phần này chút xíu và mình sẽ có thể chọn thêm đồ nhìn tờ vậy. Ok, đại khái là vậy đi. Mình sẽ dùng cái brush màu trắng. Mình sẽ hơi bôi bôi ở đây tí, chắc không ai phát hiện ra đâu. Đại khái chúng ta có cái hình kiểu như vậy thì mình sẽ lấy, mình bỏ qua bên này. Ôi, đây dở quá. Mình sẽ dùng brush màu đen, hardness 100%. Brush màu đen mình bôi bớt cái phần phía này đi. Như là nếu các bạn làm thì làm hình album mà dạng như kiểu album quan trọng á thì đừng làm như mình. Làm dạng nó chi tiết hơn chút xíu thì nó hay hơn chứ. Làm như mình này là làm kiểu đối phó thôi, ý là có cái để cho các bạn coi thôi ha. Mình sẽ cho nó bự lên chút xíu. Đó, có thể để ở góc này hoặc là ăn gen chút xíu thì mình để lên trên luôn để không ai thấy cái tóc của mình là bị lỗi. Kiểu thế. Có thể là để bên này đi. Rồi, ok, vấn đề của ta bây giờ các bạn có thể để ý là nó sẽ giống như kiểu layer mask vậy á. Thì đây mình sẽ để phía dưới ha. Để phía dưới, sau đó chúng ta sẽ làm một công việc đó là dùng layer mask. Click cái, các bạn sẽ thấy có cái kiểu như thế này. Mình đang để layer mask đó là, đây mình làm lại cho các bạn coi ha. Mình cái layer người nè, cái layer người bự ha, mình sẽ để xuống phía dưới. Cái tóc này nó hơi chén, mình sẽ sử dụng cái eraser, cái cục tẩy á. Mình sẽ cho hardness về lại chút xíu và mình tẩy hết cái phần màu tím tím này đi, mình chén quá. Tẩy, rồi ok. Đó, thì xong mình sẽ để cái hình người xuống phía dưới này. Sau đó mình sẽ tạo một cái layer mask. Layer mask là cái gì thì các bạn có thể coi cái thuật trước của mình thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà layer mask đại khái đó là một cái dạng như kiểu mặt nạ đó. Phần nào màu layer mask là cái này nè. Thay vì chúng ta xóa đi á, thì bây giờ chúng ta có cái công cụ là layer mask. Có nghĩa là khi mà mình muốn ẩn phần nào đi á, thì mình lấy cái mask, cái mặt nạ mình che lại đúng không? Đó, thì y chang như thế. Thì đây là layer mask này. Thì mình sẽ làm như sau, các bạn sẽ chọn tạo vùng chọn của hình người này ha, bằng cách để phím Ctrl, các bạn click vào trong cái thumbnail. Đây, click vào đây. Đó, thì nó sẽ có cái vùng chọn kiểu như này, sau đó các bạn quay trở lại cái group của chúng ta. Đó, thì bạn vẫn thấy cái đường kiến bò đúng không? Đó, kiểu thế, các bạn click vào cái layer mask. Các bạn sẽ có cái kiểu như thế này. Rồi, công việc của chúng ta bây giờ rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái brush màu trắng. Màu đen trước đi. Và mình sẽ để cho nó bấm chuột phải nè. Và các bạn chọn cái hardness giảm xuống 0% đi. Và các bạn click vào hình người chẳng hạn vậy. Đó, các bạn sẽ có cái kiểu như này. Đó. Nhưng mà tất nhiên là để đẹp hơn thì chúng ta phải cho nó nhẹ hơn chút xíu nữa đúng không? Với lại có cả ở ngoài, ở trong, các bạn để ý. Ở bên cái của ông Trúc Nhân á, thì có cái ngoài, có cái trong. Đó, thì đây chúng ta sẽ tạo tiếp này. Tạo ngược vùng chọn lại. Lý do là vì mình muốn dùng cái màu trắng này. Mình sử dụng brush màu trắng và mình click đây các bạn đó. Các bạn có thể thấy là nó sẽ hiện ra ở ngoài. Nó không bị ảnh hưởng tới cái phần phía trong của mình. Đó, ok ha. Thì đó là cái cách chúng ta sẽ làm kiểu để cho nó đẹp hơn chút xíu. Kiểu thế, một vài phần thì mình sẽ cho nó rõ luôn. Chứ mình sẽ không có để nó tối hết. Tối hết nhìn nó không có đẹp. Đó. Đây, phần mình sẽ để rõ luôn chứ mình sẽ không để tối hết. Rồi, bỏ vùng chọn đi, các bạn sẽ có cái hình kiểu như thế này. Khá là ổn đúng không? Tất nhiên là để cho nó đẹp hơn thì tùy các bạn, có thể làm rất là nhiều cách nữa. Làm sao để cho nó ok nhất. Nhưng mà theo mình thấy thì vậy là khá ổn. Vậy là khá ổn. Mình sẽ sử dụng brush màu đen. No, brush màu đen. Đấy. Để cho cái mặt ông xuất hiện nhiều hơn chút xíu. À, có thể là giảm opacity phần này, phần brush đi để nhìn cho nó nhẹ nhẹ lại chứ nó không quá mạnh. Đó, thì chúng ta sẽ có cái kiểu như thế này, sẽ nhìn cho này nhìn cực kỳ như thế nào nhỉ. Mình không biết bên hình của ống như thế nào nhưng mà ở đây mình cứ cảm thấy nó kỳ kỳ thế nào đấy. Phải qua hình của ống coi.
thì nó y chang vậy thôi, nhưng mà có đúng một cái phần hình chúng ta nó bự quá. Hình ta nó bự quá. Ok, thôi kệ, cái đó tùy các bạn là xử lý như thế nào thôi ha. Thì đây chúng ta sẽ làm cho cái phần, các bạn để ý là nó có một số cái phần nó sắc như thế này nữa. Ok, thì mình sẽ làm cho cái phần, có thể là phần này đi, phần này đi, cho nó sắc, sắc cạnh chút xíu. Mình sẽ làm cho nó sắc cạnh chút xíu chứ không để nó quá như thế này đâu. Thì mình sẽ tạo vùng chọn này ha, và mình sẽ mình sử dụng cái brush màu đen để mình bôi hết phần này đi. Các bạn sẽ thấy nó sắc, nó sẽ sắc cạnh ở phần phía dưới này hơn. Đó, chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này, khá là ổn đúng không? Công việc tiếp theo là mình sẽ có một cái lớp chém mờ nhẹ lên trên trước khi mình có những cái hiệu ứng khác. Mình sẽ sử dụng gradient map. Gradient map. Các bạn tùy các bạn chọn cái hiệu ứng màu kiểu gì cũng được. Tuy nhiên là đây nó hơi trầm buồn đúng không? Trầm buồn, có thể thì mình sẽ sử dụng cái này đi. Mình sử dụng là soft light và mình sẽ opacity đi chút xíu. Đó, đại khái là ta sẽ có cái lớp kiểu như thế này. Tuy nhiên là contrast bây giờ nó đang hơi mạnh thì mình sẽ giảm contrast đi. Giảm contrast đi để cho nó nhẹ nhàng lại. Giảm contrast. Đó, chúng ta sẽ kiểu như thế này. Sau khi xong rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng. Đó, các bạn có thể thấy là nó hơi dơ dơ thì chúng ta sẽ sử dụng cái Google Image để là dirt, cái gì? Bụi là cái gì nhỉ? Dust paper, đã. Dust paper texture. Các bạn sẽ có rất là nhiều cái mẫu kiểu như này. Và ở đây mình sẽ chọn cái kích thước cho nó bự chút xíu. Công cụ kích thước lớn. Đây, rất là nhiều. Các bạn lựa cái nào cũng được, sao cho nó hơi dơ dơ tí xíu là được rồi. Như thế này. Này. Cái nào nhỉ? Cái nào cho nó hơi dơ dơ tí xíu. Mình nghĩ là cái này ổn. Mình sẽ copy cái này trước. Mình sẽ paste và trên cùng của cái hình chúng ta mình sẽ phóng lên chút xíu. Đây mình sẽ chuyển nó sang soft light. Đó, soft light mình sẽ có cái kết quả kiểu như này. Tuy nhiên là mình muốn cho nó hơi có cái dơ dơ giống kiểu của ông nhân này. Đó, các bạn thể thấy nó khá là dơ chút xíu thì đây mình cũng sẽ tìm cái nào nó bẩn bẩn tí. Bẩn bẩn tí đôi lúc nó lại là đẹp. Đời. Ok, mình sẽ copy cái hình này đi. Hình này mình cảm thấy khá là ổn. Hình này cũng ổn. Ok, lấy cái hình này đi. Không phải, cái này. Bấm chuột phải copy nè, xong cái paste vào đây luôn. Đó, thì mình sẽ phóng lên chút xíu để mà mình có hai bên. Ok, mình điểm phần dơ này mình sẽ đẩy nó qua bên này để tí nữa mình brush overlay soft light không thấy. Overlay quá nặng. Ok, mình sẽ đơn giản là giảm opacity đi thôi. Giảm opacity đi và tiếp tục ta sử dụng layer mask ha, layer mask tiếp nè. Mình sẽ sử dụng brush màu đen. Mình bôi cái phần mà nó ảnh hưởng vào mặt đi tại vì nó quá dơ, mình không thích. Mình không thích nó quá dơ. Ok ha. Của ống thì phần phía ngoài nó khá là nhẹ. Phần phía ngoài của mình đang hơi bị nhiều. Thì đây ok, mình sẽ tẩy bớt phía ngoài đi. Mình sẽ chọn lại ha. Mình sẽ chọn lại, mình sử dụng brush màu đen. Mình bôi bớt đi. Thế là tráng nhẹ bên này một phát. Nhẹ hơn. Đó, nhẹ hơn thôi. Rồi, ổn hơn rồi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái này, một những cái vệt màu đỏ đỏ với màu vàng vàng đó, các bạn thể search là lilac. Lilac sao nhỉ? Lilac. Lilac nè. L E A K đó, các bạn sẽ thấy cái này đó, lilac. Search này ra cả đống. Thì các bạn thích cái nào thì các bạn cứ copy image các bạn đem về qua hình này đúng không? Paste lại cái để lên trên cùng ha, paste vào cái. Như ở đây thì ta sẽ đảo ngược lại chút xíu. Mình muốn trên mặt giống như kiểu của ông ấy thì sẽ để qua bên này. Rồi sau đó các bạn sẽ chuyển qua là Screen. Đó. Thì nó sẽ có hơi gì nhỉ? Nó hơi hơi đỏ chút xíu.
Rồi tiếp mình sẽ tìm một số cái lilac khác sao cho nó nổi hơn chút coi. Cũng có thể là do hình của mình đang là trắng quá kiểu thế, thì có thể là mình sẽ sử dụng cái curve, mình sẽ giảm trắng xuống một chút xíu, mình sẽ giảm trắng xuống chút xíu để cho cái lilac của mình nó hiện rõ hơn. Tuy nhiên là người của chúng ta bây giờ thì lại đang là cái phần người này, mình đang cảm thấy nó hơi thiếu contrast. Thiếu contrast thì mình sẽ lại tăng contrast của phần người lên. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục tìm cái hình khác, tìm những cái lilac kiểu như thế, mình sẽ thả vào trong thì sao cho nó ok nhất thôi. Thì cái lilac này xấu quá, nó là nhiều bộ, các bạn có thể thấy là nhiều người người ta làm cái này rất là nhiều, mình chỉ cần copy về thôi chứ đâu cần phải copy, đem về paste và đổi qua screen đó. Mình muốn có cái đốm màu vàng vàng như kiểu là trong hình của trúc nhân, mình sẽ tìm cái hình kiểu vàng vàng kiểu như thế, có thể là cái này, có thể ok copy. Rồi mình sẽ để là screen. Rồi tạm thời chúng ta có cái hình kiểu như vậy đi. Ra cái lilac của ống thì nó khá là nổi, nhưng mà ok thôi kệ, thôi kệ, có gì xài cái đấy thôi. Như này mình cảm thấy vẫn chưa đủ, mình sẽ tạo thêm cái curve sáng lên tối xuống. Có thể là do hình người của mình sẵn nó đã hơi thiếu contrast, tại vì áo thì phải áo trắng đó, cho nên là mình không cảm nhận được cái contrast của nó. Thì ok thôi kệ đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để rồi đạo sĩ hoàng phục, chữ màu đen đúng không, mình không nhớ chữ màu gì. Ok không biết chữ, cái chữ này có vẻ có bị ảnh hưởng bởi cái lilac luôn, thì mình sẽ để ở dưới. Rồi hoàng phục, tại vì mình muốn câu view nên mình cũng sẽ để là người ta có thương mình đâu, thì đây tách chữ nó sẽ phải là cái phông mà nó hơi giống kiểu vẽ viết tay một chút xíu, giống số phông của Excel chắc ổn. Ok có thương mình đâu, à là chữ thương phải to lên chút xíu. Đó, thì tùy các bạn có những cái typo khác hay không thôi. Tại vì đa phần là tất nhiên là chúng ta sẽ không có làm cái kiểu mà thiên về cái vấn đề mà làm hình tình cảm đó đúng không? Đa phần là chúng ta sẽ sử dụng cái cách này cho cái album hình cưới nè, rồi hình gì đó kiểu thế. Cho nên là nếu được thì các bạn tìm cái chữ khác, nhưng mà mình khuyên thật là nếu được các bạn chọn cái chữ mà nó sang sang lên chút xíu, chứ đừng chữ giống kiểu là từ trước bây giờ mình hay thấy các bạn hay để là như Deep Sea rồi Tuổi Hồng rồi các kiểu đấy. Ôi nghe chán lắm các bạn ơi, thề luôn, nghe mắc chán luôn. Ok mình sẽ để là hoàng phúc ở đây, người ta có thương mình đâu kiểu thế. Rồi mình coi thử coi bên hình của ông còn gì không. Ok có vẻ là không còn gì khác, thì đó là cái cách để chúng ta làm một cái nhái theo cái kiểu của ống. Thì đây các bạn có thể thấy là chúng ta sử dụng layer mask rất là nhiều, cho nên nếu được các bạn có thể tìm những cái tutorial của mình trên channel của mình về cái cách để chúng ta tạo ra cái layer mask ha, thì nó sẽ các bạn sẽ dễ nắm bắt cái cách này hơn. Thì coi như đây là một cái bài tập dành cho các bạn học cái khóa Photoshop Basic của mình. Nếu như các bạn nào chưa biết khóa học đó của mình, các bạn có thể lên fanpage của mình hoặc là hpphotoshop.com, enter một phát các bạn sẽ vô fanpage hoặc là vô trang web, thì sẽ có cái khóa đó, khóa học Photoshop Basic qua video thôi, rất là đơn giản, dễ làm, giá rẻ nữa và tiện cho các bạn nữa. Ok, đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình phải làm về vấn đề gì nha. Bye bye.